khi xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các báo cáo chỉ ra rằng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trong nước đã tạm được kiểm soát thì nhu cầu đối với các mặt hàng vật tư y tế đã giảm đi phân nửa. Tuy nhiên, thị trường khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y tế ở các nước vẫn còn dư địa rất lớn. Các doanh nghiệp có thể tính tới việc xuất khẩu để cân bằng. Tuy nhiên, phương án này không dành cho tất cả, bởi sau vài tháng phát triển nóng, việc đón sóng thị trường và sản xuất ồ ạt đã bộc lộ hệ lụy. Trong những nhu cầu sẽ rất lớn mà kéo dài, chứ không có một ngắn hạn đâu. Thì các quốc gia họ buộc phải cần một cái nguồn dự trữ. Nếu cung cấp vào cho dùng cho mục đích là y tế, như các bệnh viện hay là nhu cầu của bệnh viện, thì bắt buộc phải đăng ký vào Mỹ là phải có FDA, giấy chứng nhận FDA, rồi vào châu Âu là phải có chứng nhận CE. Xuất phát từ một tình huống cấp thiết trên toàn thế giới, loay hoay trong ma trận tăng giá phi mã, cuối cùng khẩu trang cũng như các vật tư y tế bảo hộ cơ bản khác trở thành mặt hàng thiết yếu được liệt kê vào danh sách dự trữ quốc gia tại nhiều nước. Rõ ràng, sự phát triển cần được nhìn nhận lại cho đúng với nhu cầu từng thị trường. Đây cũng là cơ hội trong thách thức mà rất ít ngành hàng có được. Có thể thấy, thiết bị bảo hộ y tế vẫn là một thị trường bền vững. Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, cộng đồng đã hình thành được thói quen sử dụng khẩu trang hay các vật dụng bảo hộ y tế cơ bản để giữ gìn sức khỏe. Vì vậy, điều cốt yếu là doanh nghiệp tham gia vào thị trường này cần có cái nhìn dài hạn, đầu tư bài bản để có những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Cùng với đó, các cơ quan chức năng, nhà nước cần có giải pháp kiểm soát chặt chẽ tình hình gian lận thương mại, cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chân chính phát triển. Có như vậy, thị trường vật tư bảo hộ y tế mới phát triển bền vững và ít rủi ro. Đến đây thì chuyên mục Góc nhìn HTV tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.